Loại cây được gọi là rau trường thọ, người Mỹ, Trung Quốc đều lùng ăn, người Việt lại nhổ bỏ không thương tiếc. Theo các bác sĩ, cây rau sam được nhiều nước trên thế giới dùng để làm rau ăn và làm thuốc chữa nhiều bệnh khác nhau, trong đó có ung thư và tim mạch. Tuy nhiên, ở nước ta, cây rau này lại bị nhiều người coi như cỏ dại. Theo y học hiện đại, loại rau này có chứa vitamin A, C, B1, PP, axit béo omega 3, e tanin saponin và men urea nên từ lâu đã được Trung Quốc dùng kết hợp với các loại dược liệu khác sắc uống để hỗ trợ điều trị ung thư thực quản, ung thư đại tràng, ung thư trực tràng. Các chuyên gia tại Viện Y học Bản địa Việt Nam cho biết, nhiều nhà khoa học tại Mỹ và Úc đã có các nghiên cứu chỉ ra rằng, trong loại rau này có nhiều axit béo omega 3 nên rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch cũng như tăng cường sức miễn dịch cho cơ thể. Nhờ những thành phần trên, tại Ấn Độ, các bác sĩ đông y của nước này dùng rau sam để chữa gầy còm, bệnh ở gan, tụy, thận. Riêng lá của cây rau này được dùng để chữa sốt nhất đầu. Hạt thì chữa kiết lỵ. Ở châu, châu Mỹ người ta dùng loại rau này để làm thuốc và làm rau ăn. Còn người Hà Lan dùng rau sam làm dưa chua, người Pháp dùng rau sam trong rất nhiều món ăn, người Mỹ dùng rau sam trộn giấm. Ở Nhật Bản, loại rau này được xem là cây rau trường thọ, vì vậy nhiều người dân săn lùng mua ăn, dù giá bán hàng trăm ngàn đồng/kg và phải đặt trước mới mua được. Trong Đông y rau sam có thể kết hợp với các nguyên liệu khác hoặc giả nát để tạo nên các bài thuốc chữa dung sáng, bệnh trĩ, bí tiểu, nhiễm khuẩn lị, ngộ độc thuốc và ho trẻ em, chữa lỡ ngứa hắc lào, kiết lị, bạch đới ở phụ nữ, dung sáng, đái buốt. Khi dùng loại rau này làm thức ăn, người ta cũng dùng toàn bộ lá, cành của cây khi còn non để luộc, làm các món salad, nấu canh với thịt, tôm, cua hoặc cá rô đồng, ăn rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, ngày nay, khi các loại rau trở nên đa dạng, nhiều người Việt không thích ăn rau sam, thấy cây mọc trong vườn là nhổ bỏ sau khi xem thông tin của video này các bạn hãy tận dụng món rau sam là món ăn và vị thuốc quý bạn nhé cảm ơn các bạn đã xem qua nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin bổ ích về sức khỏe mới nhất dành cho bạn nhé hãy bình luận nếu bạn có ý kiến và kinh nghiệm hữu ích khác để chia sẻ cho mọi người nhé